Chiều ngày 19 tháng 10, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam Trần Thị Ngọc Trinh, là người mẫu và diễn viên, sinh năm 1989, ngụ thành phố Thủ Đức, về tội gây rối trật tự công cộng, quy định tại Điều 318 Bộ Luật Hình sự. Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Xuân Đông, sinh năm 1987, ngụ quận 7, về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và gây rối trật tự công cộng, quy định tại Điều 314, 318 Bộ Luật Hình sự. Các quyết định nói trên được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Trước đó, ngày 6 tháng 10, Ngọc Trinh cùng với Đông tổ chức điều khiển xe mô tô biển số 59A3-11588 lưu thông biểu diễn trên đoạn đường D15, khu công nghệ cao, phường Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức. Quá trình này, cả hai dùng các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm, quỳ gối trên yên xe, cho quay video biên tập lại rồi đăng tải lên mạng xã hội. Qua điều tra, Ngọc Trinh không có giấy phép lái xe mô tô hạng A2. Công an còn xác định, đầu tháng 9 năm 2023, cả hai cũng điều khiển xe mô tô hiệu Ninja, lưu thông trên đoạn đường Trần Bạch Đằng, khu đô thị Thủ Thiêm, phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức để biểu diễn. Cả hai lái xe bằng hành vi phản cảm, nguy hiểm, đăng tải video lên mạng xã hội. Quá trình điều tra, công an xác định mô tô mang biển số 59A3-11588 có giấy chứng nhận đăng ký xe là giả. Đông khai, mặc dù biết giấy chứng nhận đăng ký chiếc mô tô này là giả, nhưng thấy xe giá rẻ nên vẫn mua về sử dụng. Công an cũng xác định Ngọc Trinh đăng các clip lên các tài khoản mạng xã hội có số lượng người theo dõi lớn, gây tác động tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên không gian mạng.